Cảm ơn bóng đá rất nhiều. Đó là lời nói mà một ngôi sao, một huyền thoại tiếp theo của chúng ta đã nói lời giã từ sự nghiệp quần đùi áo số vào ngày 27 tháng 7 vừa rồi. Và chúng ta cùng đến với con ạc có David Silva đã giải nghệ các bạn nhé. Bắt đầu nào. Rồi, và đây là con ạc của chúng ta nhé. Và nhân vật chính của chúng ta đã hiện diện đây rồi. Không ai khác đó chính là David Silva. Ở đây thì đang chỉ số 80, chỉ số gốc là 79 các bạn nhá. Đây là cái bản 21, do đã đập một vài thẻ nên là lên 80 rồi. Chỉ số hiện tại thì bị giảm chỉ số còn 76 các bạn ạ. Ai yêu thích huyền thoại này thì có thể săn David Silva chỉ số 76 ở trong game nhá. Ngày 27 tháng 7 vừa rồi thì Silva đã ra thông báo quyết định giải nghệ. Hôm nay là một ngày buồn với tôi, là lúc để nói lời tạm biệt với môn thể thao mà tôi đã cống hiến cả cuộc đời, và là lúc để nói lời tạm biệt với các đồng đội như những người trong gia đình. Tôi sẽ nhớ các bạn rất là nhiều. Silva đã đăng trên Instagram của mình như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm con hàng sắp tới sẽ bị xóa khỏi game này nhá, là một cầu thủ tiếp theo trong đội hình bị xóa khỏi DLS24. Và con ảo của chúng ta cũng có một vài con hàng hiếm khác như là Wagner, Dani Alves hay là Mario Mandzukic mà trước đó mình cũng đã làm đây. Đó, rất là ngon. Bên ngoài thì rất nhiều các cầu thủ mạnh khác nhưng mà mình không cho vào nhá. Để yếu yếu như thế này đá cho cân. Chúng ta sẽ đi ra trải nghiệm nào. Rồi, chúng ta bắt đầu tìm kiếm đối thủ nhá. Đây rồi, đối thủ chúng ta cũng khá là cân. Yêu em. Để nó bắt đầu. Đội mình sẽ ra bóng trước nhá. Ra sân trong trang phục là áo đen và quần đen. Ronaldo. Koulibaly. Đường chuyền rất nhanh cho Timo Werner. Chuyển cánh sang cho Lionel Messi. Quyết định dứt điểm. Không có gì nguy hiểm. Tình huống dứt điểm đầu tiên đã thuộc về đội mình. Phạt góc. Matthijs de Ligt. Và tỷ số là 1-0 cho chúng ta. Trung vệ của Bayern Munich đã có bàn thắng mở tỷ số rất nhanh từ một tình huống phạt góc. De Ligt thì cũng đã bị xóa khỏi game rồi các bạn nhé. Không còn ở trong game từ rất là lâu rồi. Đã phạm lỗi. Messi cắt bóng và Messi sau đó bị phạm lỗi. Dani Alves. Nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa được chạm bóng. Đưa này Messi. Không được rồi. Messi. Điều khiển không chính xác của Messi. Koulibaly. Ronaldo tiếp tục chuyển cánh sang cho Messi. James Rodriguez đường vào Silva rất hay. Đây là bàn thắng rất tinh tế của David Silva. Một cái khẽ chạm chân cực kỳ nhanh và bóng đã nằm gọn ở trong lưới ngay sau đó rồi. Có nghi bàn chớp nhoáng của David Silva. Nguyên nhân giải nghệ của David Silva trên sân tập của Real Sociedad hôm 21 tháng 7. Silva chấn thương dây chằng chéo ở trước đầu gối. Và chấn thương này đòi hỏi rất là nhiều thời gian để phục hồi và dẫn tới quyết định giải nghệ của ngôi sao 37 tuổi. Messi. Này rồi, David Silva. Cú chạm bóng lần thứ hai. Rodriguez vẫn đang tìm đường vào khung thành của đối thủ. Timo Werner. Ronaldo. Đường chuyền không chính xác của Ronaldo. David Silva từng chơi cho Iba, Celta Vigo và Valencia trước khi chuyển sang cho Manchester City vào mùa hè 2010. Anh giúp đội chủ sân Etihad giành 4 ngoại hạng Anh, 2 cúp FA, 5 cúp liên đoàn và 2 xe cúp Anh. Năm 2020 thì David Silva trở lại Tây Ban Nha và khoác áo Real Sociedad các bạn nhé. Khoác áo đội bóng hiện tại. Chiellini. De Ligt. Ronaldo. Rồi và như vậy là hiệp 1 chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta tạm dẫn với tỷ số là 2-0. David Silva đóng góp một bàn thắng rất nhanh như điện. Không được, cắt bóng được nhưng mà bóng lại ra biên. Silva cũng có 12 năm thi đấu quốc tế, 125 trận và 35 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha. Anh là thành viên quan trọng của thế hệ vàng vô địch Euro 2008-2012 và lớn hơn là World Cup 2010 các bạn nhé. Thời kỳ vàng son của Tây Ban Nha. Lionel Messi rất nguy hiểm
Và bàn thắng rút ngắn tỷ số của đội bạn 1-2. Một tình huống dứt điểm rất bén của Lionel Messi. Trận đấu đã bắt đầu căng thẳng hơn. Lại lỡ rồi. Ronaldo. Mario Mandzukic hơi nhẹ rồi. Lionel Messi. Bây giờ tiếp tục là Lionel Messi. Rodriguez. Vẫn không được, vẫn hơi nhẹ. Vẫn không được luôn các bạn. Đường chuyền quá thiếu cảm giác. Đấy rồi. David Silva. Rất đáng tiếc là David Silva lại bị phạm lỗi. Một đội tập bóng rất tỉnh táo nhưng sau đó thì bị phạm lỗi rồi. Messi. Bóng chạm không dọc. Nhưng sau đó thì David Silva đã có mặt rất kịp thời. Cú đúp cho David Silva. Anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của Manchester City. Man City cũng đã tri ân sau thông báo giải nghệ của Silva. Mọi người ở Manchester City xin chúc mừng David Silva mọi điều tốt đẹp khi mà giải nghệ, và một lần nữa cảm ơn những đóng góp cực kỳ kinh ngạc của anh cho câu lạc bộ trong suốt 10 năm qua. David Silva có 10 năm khoác áo màn xanh các bạn nhé. Messi. Làm gì đây? Rất lắt léo. Đã mất bóng rồi. Messi. De Ligt. De Ligt trả lại cho Messi. Và sau đó là tình huống chuyền bóng hơi sâu. Quá khó. Paulo Dybala. Tiếp tục là tình huống phát bóng nhưng mà không thành công. James Rodriguez. Messi. Ronaldo. Rồi bạn lại soạt rồi. Lại tiếp tục muốn giao lưu võ thuật. Và anh Rô đã phải nằm cáng rồi. Đã chấn thương. James Rodriguez. Chúa. Gì soạt liên tục thế này. Silva. Lại mất bóng mất rồi các bạn ơi. Sao không soạt tiếp nhỉ? David Silva. Chuyển cho Mandzukic. Và tỷ số là 4-1. Lúc này thì không thành quá rộng mở đối với Mario Mandzukic rồi. Cũng là một sát thủ một thời. Và như vậy là trận đấu của chúng ta đã kết thúc với tỷ số là 4-1. Nhân vật chính không ai khác đó chính là David Silva. Với 2 bàn, 1 cú đúp và 1 kiến tạo các bạn nhé. Quá xuất sắc. Đó và như vậy là mình đã trải nghiệm xong. Còn à, có David Silva, cầu thủ tiếp theo bị xóa khỏi bảng xếp hạng 24 các bạn nhé, khi mà đã ra thông báo giải nghệ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ủng hộ mình bằng đăng ký kênh, tham gia group, mình có để dưới phần mô tả của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.